Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tự làm cho mình một bài karaoke mà mình yêu thích ngay trên chính chiếc điện thoại của mình. Rất dễ và đơn giản nha các bạn. Mình tin chắc rằng các bạn xem xong chắc chắn các bạn sẽ làm được. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm karaoke bằng ứng dụng KineMaster. Và bây giờ mình sẽ vào ứng dụng nha các bạn. Rồi các bạn ấn vào dấu cộng. Vào 16.9 màn hình ngang nha các bạn. Rồi đây là giao diện của KineMaster nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ bấm vào phương tiện. Rồi các bạn vào bộ sưu tập để chọn những cái hình ảnh mà các bạn muốn làm video karaoke, hoặc các bạn có thể chọn video mà mình yêu thích cũng được. Ở đây mình sẽ chọn video nha các bạn. Video này nó báo là cái dung lượng lớn hay sao các bạn, thành ra nó sẽ chuyển qua cho thích hợp với cái ứng dụng. Rồi đã xong. Và nếu video có thời gian ngắn thì mình sẽ chọn nhiều video nha các bạn, để nó đủ với cái thời gian của cái bài nhạc của mình. Ở đây mình chỉ thí dụ cho bạn một đoạn để mình làm thôi nha các bạn. Đây mình sẽ chọn thử mấy cái video này để mình làm mẫu, mình hướng dẫn cho các bạn. Rồi, mình sẽ chọn bao nhiêu đây và bấm vào cái nút trở về ban đầu nha các bạn. Và mình mở xem thử nha các bạn. Và đây là video mình làm mẫu. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đụng vào cái video. Và các bạn sẽ chọn biểu tượng cái loa. Các bạn sẽ kéo cái cần gạt volume xuống nhỏ bằng 0. Vì trong video nó có tiếng nha các bạn, nên các bạn phải bỏ tiếng của video này đi. Nó sẽ không có gây nhiễu trong cái tiếng karaoke của mình. Đó, các bạn sẽ bỏ hết tiếng của những đoạn video này đi. Rồi, mình sẽ trở về ban đầu. Và mình mở thử xem thế nào bạn nha. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ chọn vào phần âm thanh. Mình sẽ chọn cái bài nhạc karaoke mà mình muốn làm đó các bạn. Nhạc karaoke các bạn có thể lên mạng, các bạn tải. Hoặc các bạn, nếu các bạn biết đánh đàn thì các bạn có thể tự đánh một bài nhạc. Rồi các bạn đổi ra MP3 hoặc là quay, rồi các bạn chép vào điện thoại nha các bạn. Đây là mình tự đánh đàn và mình đổi qua quay, mình sẽ đưa qua điện thoại. Mình sẽ làm bài Tình Cha. Đây là bài Tình Cha karaoke. Rồi các bạn nghe thử. Và nó đã chuyển bài karaoke vào trong cái video cho mình rồi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn bấm nghe thử nha. Rồi
Rồi tiếp theo các bạn ấn vào lớp, các bạn chọn văn bản. Rồi các bạn sẽ đánh chữ của bài hát vào. Ở đây là câu đầu tiên của mình là tình cha ấm áp như vầng thái dương. Rồi, ok. Các bạn kéo cho cái chữ nó bự ra tùy theo sở thích của các bạn. Và các bạn sẽ xê dịch cái dòng chữ cho nó nằm ngay cái vị trí mà bạn muốn đặt. Và các bạn chọn vào kiểu chữ. Ở đây mình sẽ chọn vào cái kiểu chữ robot Rgu. Tùy các bạn muốn chọn kiểu chữ nào cũng được nha. Và mình sẽ kéo cho cái chữ nó vừa ý của mình, cái kích thước đó các bạn. Đó, đây là cái tùy chỉnh theo ý thích của các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ kéo lại và thử cho nó hát xem có nó có đúng không nha các bạn. Mình phải kéo cái chữ lên trước nha các bạn. Các bạn giữ vào cái chữ, các bạn kéo lên lên trước chút cho cái chữ nó xuất hiện trước cái lời bài hát nha các bạn. Để mình mở lại thử các bạn xem nha. Đó, cái chữ sẽ xuất hiện trước để nó tới cái lời bài hát nha các bạn. Và cái chữ hình như nó có hơi sớm nha các bạn. Giờ các bạn phải giữ và kéo cái chữ lui lại một chút. Đó. Nếu cái chữ hơi sớm thì cái lời nhạc nó hết rồi mà cái chữ đã hết trước. Rồi mình sẽ mở lại nha các bạn. Rồi, ok rồi các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào nút 3 chấm vào sau đúp. Cái này là nhân đôi các bạn. Đó, lúc đó mình mở lên cho các bạn xem, nó đã nhân đôi hai cái dòng chữ tình cha ấm áp như vầng thái dương rồi các bạn. Rồi, cái dòng trên đầu là cái dòng chữ màu trắng nha các bạn. Rồi cái dòng kế ở dưới là bây giờ mình sẽ chọn màu. Đó, rồi mình sẽ chọn màu xanh đi. Đó, nó đổi qua màu xanh rồi các bạn thấy không? Rồi các bạn sẽ chọn vào cái dấu chấm đầu tiên ở giữa. Rồi các bạn sẽ kéo lên. Các bạn sẽ chọn vào xóa bên phải. Đó, các bạn thấy chữ nó đã xóa rồi đó. Đó. Rồi các bạn kéo xuống sẽ chọn thời gian. Rồi ở đây mình sẽ chọn là 25 thử nha các bạn. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình kéo lại cho nó hát thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái chữ vừa lên là nó sẽ xóa liền. Tại vì hai cái dòng chữ này nó nằm cùng nhau. Cho nên mình sẽ giữ cái thanh ở dưới, cái dòng chữ dưới màu xanh đó, mình xịt về một chút. Đó. Cái dòng chữ ở trên là cái dòng chữ màu trắng, nó sẽ hiện ra trước. Đó. Rồi mình sẽ chỉnh cái dòng chữ màu xanh ở dưới cho nó ngay với cái điệu nhạc nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử các bạn. Thấy là cái chữ trắng nó có trước, rồi cái chữ xanh mình sẽ chỉnh cho nó ngay cái tiếng nhạc. Đó, bây giờ mình sẽ nhích lên một chút. Rồi thử lại. Các bạn cứ thử cho nó ngay với tiếng nhạc là được. À, nó hơi nhanh nha các bạn. Rồi mình sẽ chọn lại cái thời gian. Các bạn bấm vào và mình chọn lên là 30.
Để cho nó chậm lại một chút nha các bạn. Rồi ok, rồi mình thử lại nha các bạn. Rồi mình sẽ kéo cái chữ xuống một chút nha các bạn. Đó, cho nó bằng với cái tiếng nhạc. Và thử lại nha các bạn. Rồi, ok rồi các bạn. Tiếp theo mình sẽ vào lớp và văn bản và mình sẽ đánh tiếp câu thứ hai. Như vậy là câu số 1 mình đã làm xong rồi các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp câu số 2. Câu số 2 sẽ là ngọt ngào như dòng nước suối đầu nguồn. Rồi, ok. À, cũng như câu số 1, các bạn cũng sẽ kéo cái chữ ra cho nó kích thước nó bự hay nhỏ, tùy ý thôi các bạn. Rồi, các bạn sẽ chọn cái vị trí cho nó phù hợp. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chọn kiểu chữ. Ở đây mình cũng vẫn chọn ra cái kiểu chữ của cái câu 1 nha các bạn. Vì trong một bài các bạn chọn chung một kiểu chữ thì nó sẽ đều hơn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào phím OK này để chấp nhận các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở lại thử nha các bạn. À, cái chữ nổi lên hơi chậm, mình sẽ kéo xịt lên một chút nha các bạn. Đó, cho cái chữ màu trắng nó sẽ nổi lên trước. Đó, các bạn chỉ cần tới là cái chữ màu trắng nó sẽ nổi lên nha các bạn. Rồi, ok rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đụng vào cái chữ và chúng ta sẽ bấm vào nút 3 chấm, chọn vào sao đúp. Rồi, bây giờ nó cũng sẽ ra hai dòng, ngọt ngào như dòng nước xuôi đầu nguồn. Và chúng ta sẽ chọn màu xanh nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào cái nốt đầu tiên của dòng thứ hai. Rồi các bạn kéo xuống và các bạn chọn vào xóa bên phải. Rồi các bạn sẽ chọn thời gian. Ở đây mình sẽ chọn 30 luôn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đụng vào cái dòng dưới. Mình sẽ nhích nó về một chút cho các bạn. Cho nó trễ hơn một chút. Thì cái dòng trên là chữ màu trắng nó sẽ có trước. Rồi cái dòng chữ màu xanh ở dưới nó mới có sau nha các bạn. Rồi bây giờ mình mở thử nha các bạn. À, quá trễ rồi các bạn. Bây giờ mình phải kéo xịt lên trên. Rồi mình sẽ kéo thanh dưới cũng xịt lên. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại nha các bạn. À,
cái chữ xóa nó hơi sớm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo cái dòng ở dưới xuống một chút. Rồi mình sẽ thử lại. Rồi bây giờ nó lại hơi trễ nha các bạn. Mình sẽ kéo lên một chút. Rồi bây giờ mình lại thử lại. Rồi, ok rồi các bạn, bây giờ mình sẽ mở lại từ đầu nha các bạn. Cái câu sau nó hơi sớm nha các bạn, nó hơi nhanh. Nên bây giờ mình sẽ chọn vào cái thời gian. Thời gian nó chỉ có 25 thôi các bạn. Từ hồi nãy mình kéo cái thanh hai cái dòng chữ nó ngắn lại các bạn, nên cái thời gian của nó cũng ngắn lại. Bây giờ mình sẽ kéo cái thời gian cái thanh của nó ra. Thì cái thời gian của nó mới dài ra được nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý cái chỗ này. Đó, các bạn phải kéo cái thanh chữ này nó dài thì cái thời gian nó mới dài. Rồi, giờ mình vào thử lại. Đó, các bạn thấy đã xuất hiện 30 rồi. Rồi, mình sẽ chọn 30. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử lại nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bấm trở lại và mình sẽ xem thử nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào đây. Rồi, các bạn bấm vào cái mũi tên play này nè. Cái đó là cái chỉnh sửa nha các bạn. Còn cái này là cái mũi tên này là xem thử. Rồi, bấm vào xem thử. Đó, bây giờ mình sẽ xem thử toàn màn hình nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ bấm nút trở về và các bạn vào cái ở giữa chỉnh sửa cho các bạn trở lại cái giao diện của mình và các bạn vào biểu tượng chia sẻ và đây là cái phần xuất ra video. Rồi các bạn sẽ chọn độ phân giải và bấm xuất ra. Và phần video hướng dẫn làm karaoke của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn.
Chúc các bạn thành công. Có gì không hiểu các bạn comment, mình sẽ trả lời cho các bạn. Chào các bạn.